Dấu hiệu điển hình lợn bị tai xanh này anh em nhé. Dấu hiệu điển hình lợn bị tai xanh này. Anh em chúng ta quan sát và biết được rằng những cái dấu hiệu này và chúng ta phòng bằng cách là chúng ta phòng và trị bằng cách là chúng ta luôn luôn liên tục nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai đó chính là chúng ta bổ sung quy trình lịch vaccine để phòng bệnh, bởi vì do tai xanh này là do bệnh, do virus thì chúng ta hoàn toàn phòng bệnh tốt bằng vaccine và liên tục nâng cao sức đề kháng đi vật nuôi, chúng ta sẽ chống chịu được một số những cái loại bệnh khi kế phát kèm với bệnh tai xanh. Thank you anh em nhé. Anh em là có cái phương pháp phác đồ hay hoặc là những cái cách phòng tai xanh có thể chia sẻ bình luận bên dưới, hoặc anh em nào thấy cái video này hữu ích chia sẻ để mọi người biết được những cái phương pháp cách mới trong chăn nuôi chúng ta phòng bệnh tốt, mang tới cái hiệu quả của chăn nuôi.